từ từ rồi nó sẽ nhường quý vị ơi và ai đó đã từng nghĩ rằng là tôi sẽ đi tù lần nữa tôi sẽ thế này kia quên đi nha quên đi không có ai ngu hai lần mà cũng không ai mà dạy khờ gì đâu ha cho nên đừng có suy nghĩ suy diễn nói phải có sách mắt phải có chứng nha quý vị bây giờ quốc là phải trúng chính xác luôn nha quốc là không trượt phát nào đúng không kính thưa quý vị Nguyễn Phương Hằng, một cái tên từng gây sóng gió trên mạng xã hội với hàng loạt cuộc live stream vạch trần các nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng, giờ đây lại bất ngờ quay trở lại sân khấu dư luận sau khi ra tủ. Lần này, bà tuyên bố sẽ tổ chức một buổi talk show vào ngày 20 tháng 10 với mục tiêu quất sư Thích Minh Tuệ, một nhà sư tu hành theo con đường hạnh đầu đà, sống giản dị và không mang tới danh lợi. Điều đáng nói là việc bà Hằng nhắm vào thầy Thích Minh Tuệ đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng Phật tử và người dân nhiều người thắc mắc tại sao bà lại nhắm vào một vị sư hiền lành không tranh đua và đã từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường tu hành khổ hạnh liệu có phải bà hằng chỉ là công cụ cho một âm mưu lớn hơn nhằm đàn áp những nhà sư như thầy minh tuệ những người không thuộc hệ thống quyền lực phật giáo quốc doanh trước tiên cần nhắc lại rằng bà nguyễn phương hằng không phải là một nhân vật xa lạ với công chúng việt nam bà nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc những buổi livestream kéo dài hàng giờ nơi bà vạch trần tố cáo và chỉ trích nhiều người nổi tiếng tuy nhiên sau khi bị kết án và phải ngồi tù bà đã tuyên bố vĩnh viễn không livestream sau khi được trả tự do nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó bà hằng lại trở lại lần này với mục tiêu là sư thích minh tuệ sự quay trở lại này khiến không ít người đặt câu hỏi ai đứng sau lưng bà hằng trong chiến dịch này nhiều người cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng có thể là công cụ của một số thế lực quyền lực trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc doanh. Những người không muốn hình ảnh của những nhà sư tu hành chân chính như thầy Minh Tuệ làm xấu mặt hệ thống của họ. Đặc biệt, bà Hằng có mối quan hệ thân thiết với Thượng tọa Thích Nhật Tử, một nhân vật có tiếng nói mạnh mẽ trong giáo hội và cũng là người từng công khai chỉ trích con đường tu hành của thầy Minh Tuệ. Thượng tọa Thích Nhật Tử từng nhiều lần lên tiếng phản đối thầy Minh Tuệ, cho rằng con đường hạnh đầu đà mà thầy Minh Tuệ theo đuổi là sai lệch và không phù hợp với Phật giáo hiện đại. Những chỉ trích này không chỉ đến từ Thích Nhật Tử, mà còn từ một số nhà sư quốc doanh khác, những người đã lên tiếng để bảo vệ hệ thống Phật giáo quyền lực mà họ đang nắm giữ. Vậy, có phải bà Hằng đang được thúc đẩy bởi những nhân vật này để nhắm vào Thầy Minh Tuệ? Điều đáng ngạc nhiên trong vụ việc này là việc thầy Thích Minh Tuệ, một nhà sư tu hành khổ hạnh, lại trở thành mục tiêu của bà Nguyễn Phương Hằng. Thầy Minh Tuệ không có bất kỳ xung đột nào với bà Hằng, không tham gia vào những tranh cãi trong xã hội và chỉ tập trung vào con đường tu hành của mình. Thầy đã từ bỏ tất cả, tài sản, danh vọng, quyền lực và cuộc sống tiện nghi để theo đuổi con đường hạnh đầu đà, một hình thức tu hành khổ hạnh với mục tiêu đạt được sự giải thoát tâm linh. Thầy Minh Tuệ chỉ có ba y một bát, sống đời khất thực, ăn một bữa mỗi ngày và ngủ trong những nơi hoang vu, nghĩa địa. Đây là con đường mà thầy đã chọn để theo đuổi sự giải thoát tâm linh, không tranh chấp, không tham vọng. Vậy tại sao một người sống giản dị và không đụng chạm đến ai như thầy lại trở thành mục tiêu của bà Hằng? Câu trả lời có thể nằm ở những thế lực đằng sau, những người không muốn thầy Minh Tuệ tiếp tục là tấm gương đối lập với các nhà sư quốc doanh quyền lực. Sự xuất hiện của một vị sư tu hành khổ hạnh, không lệ thuộc vào hệ thống Phật giáo quốc doanh, có thể làm lệch lạc hình ảnh mà giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh đang xây dựng. Thay vì một hình ảnh Phật giáo hiện đại, hoành tráng, họ không muốn một nhà sư giản dị như thầy Minh Tuệ xuất hiện và thu hút sự ngưỡng mộ từ công chúng. Sự việc không chỉ dừng lại ở những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng thầy Thích Minh Tuệ đã liên tục phải đối mặt với những áp lực và sự đàn áp từ cả giáo hội Phật giáo viên quốc doanh lẫn chính quyền. Nhiều người cho rằng chính quyền và giáo hội đang cố gắng dập tắt tiếng nói của thầy, ngăn cản thầy tiếp tục con đường tu hành tự do. Sau khi thầy Minh Tuệ bị ép buộc phải dừng hành trình bộ hành khất thực vào tháng 6, thầy đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Không ai biết thầy đang ở đâu và liệu thầy có đang bị quản thúc hay không sự mất tích này càng làm dấy lên những lo ngại rằng thầy đang phải đối mặt với sự đàn áp từ phía chính quyền và giáo hội điều này không chỉ là vấn đề cá nhân của thầy mà còn là một phần của chiến dịch có hệ thống nhằm kiểm soát những nhà sư không phụ thuộc vào hệ thống quyền lực của giáo hội phật giáo việt nam quốc doanh trong khi thầy minh tuệ trở thành mục tiêu của bà nguyễn phương hằng và hệ thống quyền lực phía sau những nhà sư quyền lực khác như thích trân quang thích trúc thái minh lại không hề bị đụng chạm. Đây là những nhà sư đã dính líu đến hàng loạt bê bối, từ việc chiếm đất rừng phòng hộ, tổ chức các nghi lễ mê tín dị đoan, đến việc trục lợi từ lòng tin của Phật tử. Thích Trân Quang, trong thời gian gần đây, đã bị phát hiện sử dụng bằng tiến sĩ giả và chiếm đất rừng phòng hộ trái phép. Tuy nhiên, thay vì bị chỉ trích và truy cứu trách nhiệm, ông ta vẫn tiếp tục hoạt động và thậm chí còn được bảo vệ bởi các thế lực quyền lực trong giáo hội. Tương tự, Thích Trúc Thái Minh, người đứng đầu Chùa Ba Vàng, từng gây hoang mang dư luận với các nghi lễ giải oang gia trái chủ và việc sử dụng cọng tóc xá lợi bí ẩn, nhưng cho đến nay vẫn không hề bị truy cứu trách nhiệm. Sự bất công này khiến nhiều người đặt câu hỏi, tại sao bà Nguyễn Phương Hằng không quất những nhà sư quyền lực này mà lại nhắm vào một vị sư sống giản dị như thầy Minh Tuệ? Câu trả lời có thể nằm ở sự liên kết quyền lực giữa bà Hằng và những nhân vật trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc Doanh, những người không muốn thầy Minh Tuệ tiếp tục là tấm gương sáng về lòng từ bi và sự buông bỏ. Sự mất tích của thầy Thích Minh Tuệ đã đặt ra nhiều câu hỏi. Thầy đang ở đâu? Khi nào thầy sẽ được tự do tiếp tục hành trình bộ hành khất thực của mình? Và tại sao một vị sư hiền lành, không mang đến danh lợi như thầy lại trở thành mục tiêu của một chiến dịch đàn áp? Những người tu hành chân chính như thầy Minh Tuệ cần được bảo vệ và tôn vinh thay vì bị tấn công bởi những thế lực quyền lực. Trong bối cảnh mà quyền lực và lợi ích cá nhân chi phối, việc tôn vinh những giá trị Phật giáo chân chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy để những người như thầy Minh Tuệ được tự do theo đuổi con đường tu hành của mình và hãy đặt câu hỏi về những động cơ thực sự đằng sau chiến dịch tấn công này. Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 10 trên mạng xã hội lan truyền một clip của bà Nguyễn Phương Hằng. Lần này, bà không đề cập đến thầy Lang Võ Hoàng Yên hay bất kỳ một nhân vật nào trong giới showbiz. Người mà bà nói đến đó là sư Thích Minh Tuệ. Trong đoạn clip, bà Hằng tỏ ra thách thức, nói rằng bà sẽ chứng minh sư Thích Minh Tuệ đúng chỗ nào, sai chỗ nào và bà đã chơi thì chơi đến luôn. Bà nói, tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Nhưng quý vị nhớ một điều, nguyễn phương hằng tôi quất là không thể nào trượt tôi nói thật có ghét tôi có hận tôi cũng phải phục tôi nếu là sứ mệnh của tôi tôi sẽ làm thậm chí bà còn tỏ thái độ đối với những người mà bà gọi là phản động cho rằng họ chỉ làm màu khi tỏ ra bênh vực bà lúc bà đi tù nhưng bà thì không ân hận vì đã bị đi tù bà sai thì bà chịu bà còn nói đầy ẩn ý về một thế lực nào đó sau lưng nhà tu hành đáng kính một cách chụp mũ kiểu tuyên giáo Bà nói thêm, quý vị tin đi, tâm linh là có thật. Cho nên, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Mình phải thần tượng ông bà tổ tiên mình, quê hương đất nước mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, chứ không phải tu cho mình. Còn mình đi cúng dường cho họ, để họ tu, chứ mình không có phước. Xem ra, bà Nguyễn Phương Hằng muốn tấn công vào sư thích minh tuệ. Không hiểu vì lý do gì mà bà Hằng lại hành động vậy. Bởi bản thân sư thích minh tuệ chưa hề công kích ai, thầy chỉ làm trò những việc tu hành của thầy. Thầy cũng không nói là thầy tu cho ai. Thầy không nhận của bố thí bằng tiền bạc, vật chất giá trị. Thầy chỉ xin một ngày một bữa cơm chay và chỉ nhận đủ dùng. Còn nhớ, khi sự kiện thầy Thích Minh Tuệ dậy sóng trên mạng xã hội, một số sư quốc doanh, trong đó có ông Thích Trần Quang, đã vô cớ tấn công cá nhân sư Thích Minh Tuệ. Đáp lại, vị sư này vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào tuy nhiên kết quả là ông thích trân quang thân bại danh liệt ông bị giáo hội phật giáo việt nam cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng hai năm ông cũng bị phanh phui ra việc sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc giả bị lôi ra bằng tiến sĩ luật của ông là bằng mua và dư luận vẫn đang đòi chính quyền phải điều tra cho ra lẽ ngoài ra báo chí còn cho biết các công trình của chùa thiền môn phật quang xây dựng trên đất rừng không phép nhiều công trình bị buộc phải tháo rỡ hàng loạt tai họa ập đến ông sư quốc doanh này mà không biết lý do vì sao có người cho rằng đó là quả báo có người thì cho rằng đó là do trời phạt và cũng có người cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên nay bà nguyễn phương hằng vô cớ tấn công sư thích minh tuệ đang là đề tài nóng hổi người hâm mộ bà cũng đã lên tiếng trong đó có không ít người không nghe theo bà họ vẫn dành cho sư thích minh tuệ sự kính trọng đặc biệt câu mà bà hằng nói trong clip Quý vị tin đi, tâm linh là có thật. Cho nên đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, có lẽ là nhắm đến sư thích minh tuệ. Tuy nhiên, vấn đề tâm linh này sẽ vận vào ai thì vẫn còn thuộc về tương lai. Mọi người chỉ có thể chứng kiến và ghi nhận, không thể võ đoán được. Với tai họa kép dồn dập đến của ông Thích Trân Quang, có người cũng cho rằng đó là tâm linh là có thật. Tuy nhiên, đó là quan niệm cá nhân của mỗi người, không bắt buộc tất cả đều phải tin. Nếu bà Hằng tiếp tục khiêu chiến sư thích minh tuệ, có lẽ những fan của bà mà cũng có lòng kính trọng với sư thích minh tuệ thì họ buộc phải chọn lựa. Họ chọn ai thì chỉ có thời gian mới trả lời. Kính thưa quý vị, bên cạnh những người hâm mộ và kính trọng thầy minh tuệ, thầy cũng phải đối mặt với không ít chỉ trích gay gắt. Hành động của thầy khi mang theo nồi cơm điện đi khắp nơi đã làm dấy lên nhiều tranh cãi có một số vị trụ trì thậm chí còn dùng từ ngữ không hay gọi thầy là thằng ba trợn không chỉ vậy nhiều tu sĩ phật giáo bao gồm cả những đại đức đang giữ vai trò trụ trì các ngôi chùa lớn hoặc giữ vị trí quan trọng trong giáo hội phật giáo việt nam cũng đã bày tỏ sự phản đối đối với thầy một số khác còn sử dụng những từ ngữ nặng nề hơn như trộm pháp trộm tăng tướng để lên án thầy câu hỏi được đặt ra là những vị trụ trì từng có những lời chỉ trích sư Minh Tuệ giờ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hơn 6 năm thầy Minh Tuệ âm thầm thực hành khổ hạnh, theo đuổi 13 hạnh đầu đà trong im lặng, đến năm 2020, thông tin về thầy đột nhiên trở nên phổ biến, khiến nhiều người biết đến. Con đường tu khổ hạnh của thầy không chỉ ảnh hưởng trong nước mà còn lan rộng ra cả quốc tế. Nhiều người chọn theo chân sư Minh Tuệ, có người ủng hộ có người phê bình và không ít kẻ lợi dụng hình ảnh của thầy để tuyên truyền những tư tưởng dị giáo hoặc thu lợi cá nhân. Thậm chí có người quá tin ngưỡng đến mức tìm mọi cách để chạm vào thầy, mong nhận được phước báo từ một người mà họ coi như Phật sống. Dù vậy, giữa những lời khen ngợi về đức hạnh của thầy, vẫn tồn tại những chỉ trích từ phía các đại đức trụ trì những ngôi chùa lớn tại Việt Nam, thậm chí có những lời miệt thị con đường tu hành mà thầy Minh Tuệ lựa chọn điều đáng nói là thầy minh tuệ chưa bao giờ tự nhận mình là sư hay thầy cũng không thuyết pháp hay tổ chức tăng đoàn tất cả những danh hiệu đó đều xuất phát từ lòng kính yêu của phật tử giáo hội phật giáo việt nam cũng đã chính thức khẳng định bằng văn bản rằng thầy thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo và không thuộc về bất kỳ ngôi chùa nào gieo nhân nào gặt quả nấy vậy những vị trụ trì từng chỉ trích thầy minh tuệ hiện giờ ra sao Thượng tọa Thích Trân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, 65 tuổi, hiện là trụ trì chùa Phật Quang tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông từng giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Quang đã từng có những lời miệt thị Thầy Minh Tuệ, gọi Thầy là thằng ba trợn và chỉ trích việc Thầy mang nồi cơm điện đi xin ăn ngoài đường. Sau những phát ngôn đó, ông đã phải đối mặt với làn sóng phản đối từ cộng đồng, đặc biệt là về những lời nói không phù hợp với giáo lý Phật giáo mà ông từng đưa ra trước đây. Dưới sức ép từ dư luận, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra quyết định cấm Thượng tọa Thích Trân Quang thuyết giảng trong vòng 2 năm. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp ngày 18 tháng 6 tại Thiên viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc bị cấm thuyết giảng, Thượng tọa Trân Quang cũng không được phép tổ chức các sự kiện quy tụ đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian đó. Giáo hội cũng yêu cầu chùa Phật Quang và thượng tọa Thích Chân Quang thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung chỉnh sửa không đúng với ngũ giới Phật giáo. Ngoài ra, các bài giảng của ông cũng phải được gỡ bỏ khỏi các nền tảng mạng xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng một số nội dung giảng dạy về nhân quả của thượng tọa thích trân quang không chính xác và gây hoang mang trong xã hội làm suy giảm niềm tin vào phật pháp và làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội trong thời gian bị kỷ luật chùa phật quang cũng không được đăng tải bất kỳ bài giảng nào của ông lên các nền tảng mạng xã hội quy trình giám sát việc thực hiện kỷ luật sẽ do các ban ngành của giáo hội và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đảm nhiệm. Trong quá trình thuyết giảng, Thượng tọa Thích Trân Quang đã nhiều lần đưa ra các quan điểm về nhân quả mà ông cho là đúng. Nhưng thực tế lại gây hoang mang như việc ai hát karaoke nhiều sẽ trở thành ma câm sau khi chết, hay người đi xe máy tào lao sẽ bị tai biến khi về già. Một điểm gây tranh cãi khác là việc ông đã chỉnh sửa giới thứ ba trong ngũ giới từ không tà dâm thành không phản bội. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cũng đặt nghi vấn về việc ông đã hoàn thành chương trình cử nhân luật vào năm 2019 và nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Luật Hà Nội chỉ sau 2 năm. Hiện tại, Chùa Phật Quang đã bị buộc phải đổi tên ít người lui tới và trong khuôn viên chùa có bức tượng Phật mang khuôn mặt của Thượng Tỏa Thích Trân Quang. Trong một lần thuyết pháp, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã mang câu chuyện về quá trình tu hành của Sư Minh Tuệ ra làm đề tài đùa giỡn, biến thành một câu chuyện hài hước. Mặc dù ông không có ý miệt thị hay chê bai trực tiếp sư minh tuệ, nhưng hành động này vẫn vấp phải nhiều phản ứng không đồng thuận từ cộng đồng Phật tử. Họ cho rằng, việc sử dụng con đường tu hành khổ hạnh của một tu sĩ để đùa cợt là không phù hợp với mục tiêu của việc thuyết pháp. Sau sự việc này, cộng đồng mạng cũng đã tìm thấy thêm nhiều video khác của Đại Đức Thích Nhuận Đức, trong đó ông cũng sử dụng lối hài hước tương tự khi đề cập đến các vấn đề khác nhau, thiếu sự nghiêm túc và tôn trọng giáo lý nhà Phật. Hành động này đã khiến dư luận phẫn nộ và dẫn đến việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra biện pháp kỷ luật, cấm ông thuyết giảng trong vòng một năm. Đại Đức cũng phải thực hiện nghi thức sám hối và chịu hình thức kỷ luật biệt chúng tại Tổ đình Hộ Pháp. Liên quan đến những phát ngôn bị chỉ trích, đặc biệt là từ từ cộng đồng Khmer, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi xem xét đã quyết định nâng cao mức độ kỷ luật. Đại đức Thích Nhuận Đức sẽ bị cấm thuyết giảng không thời hạn và phải xin lỗi cộng đồng Khmer cùng các Phật tử. Việc sám hối cũng sẽ được áp dụng cho đến khi có quyết định khác từ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Quyết định này phản ánh sự nghiêm khắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc giữ gìn kỷ luật và đạo đức của người tu hành. Các phát ngôn không phù hợp của Đại Đức đã gây bất bình trong cộng đồng và việc cấm thuyết giảng cùng yêu cầu sám hối là hình thức mạnh mẽ nhằm duy trì các giá trị cốt lõi của Phật giáo. Thượng tọa Thích Mật Hạnh, trụ trì tu viện Trơn Như đã công khai chỉ trích Sư Minh Tuệ cho rằng ông là người mượn áo tạo đời và không thực sự tu hành theo hạnh đầu đà. Ông Thích Mật Hạnh nhấn mạnh rằng trong thời gian sư minh tuệ ở tại tu viện Trơn Như, ông đã không chịu nổi những khó khăn của việc sống cô độc và đã rời khỏi chùa. Thượng tọa cũng đưa ra nhiều nhận xét gay gắt về sư minh tuệ, thậm chí cáo buộc ông có ý định phá hoại đạo Phật và ví ông với nhân vật Đề Bà Đạt Đa, người từng tìm cách hãm hại Đức Phật. Ông cho rằng việc sư minh tuệ mặc áo cà sa và đi khất thực là nhằm tạo ra hình ảnh như Phật để được người dân ngưỡng mộ trong khi thực chất ông không thể tuân theo các quy tắc khổ hạnh nghiêm ngặt, sự chỉ trích của thượng tọa thích mật hạnh tiếp tục diễn ra với lời lẽ gay gắt. hay ông cho rằng sư minh tuệ đã lợi dụng hình ảnh của đức phật để tạo dựng danh tiếng. mặc dù sư minh tuệ không hề phản bác hay chỉ trích ai, nhưng những lời công kích từ thượng tọa đã khiến dư luận nhận ra rõ ràng sự khác biệt trong hành động và lời nói giữa hai vị thầy này. Việc thượng tọa mật hạnh công khai chỉ trích sư minh tuệ đã khiến nhiều người bức xúc và họ cho rằng những lời lẽ cay nghiệt này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn trong tương lai. Bà Phạm Thị Yến thuộc Chùa Ba Vàng từng đưa ra những lời nhận xét về sư minh tuệ cho rằng có người tự ý rời bỏ chùa mà không theo một thầy hay cơ sở Phật giáo nào cụ thể. Họ chỉ thu nhặt một ít giáo lý kết hợp với lối tu khổ hạnh rồi từ đó lan truyền những lời nói lệch lạc. Bà Yến cho rằng nhiều Phật tử chưa hiểu sâu về đạo, thấy người khác khổ hạnh một chút, đã tôn vinh họ, ngỡ rằng đó là bậc thánh nhân tái thế. Theo bà, việc không phân biệt đúng sai, ca ngợi những người không đáng ca ngợi, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bị đọa vào cõi địa ngục. Bà còn nhấn mạnh rằng, những ai là sư mà tán thán, người không đáng tán thán, thì cần phải quy y lại. Những phát ngôn này đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến danh tiếng và hoạt động của chùa Ba Vàng. Vào ngày 21 tháng 6, chùa đã phải thông báo tạm ngừng khóa tu mùa hè năm 2020. Từ đó đến nay, lượng Phật tử và khách thập phương đến chùa đã giảm đi đáng kể. Hoạt động tại chùa cũng trở nên thưa thớt hơn trước. Điều đặc biệt là dù chùa Ba Vàng có hàng trăm tăng ni và đại đức, nhưng ngoài sư Thích Trúc Thái Minh không có một tu sĩ chính thức nào đứng ra giảng pháp hay hướng dẫn Phật tử tu tập. Bà Phạm Thị Yến, dù chỉ là một Phật tử và chủ nhiệm câu lạc bộ tự phát trong chùa, không có chức danh chính thức, nhưng sau mỗi buổi giảng pháp của sư trụ trì, bà vẫn thường xuyên lên chính điện để hướng dẫn tu tập cho đại chúng với thái độ vô cùng tự tin. Bên cạnh đó, bà Yến còn trực tiếp thực hiện các nghi lễ như thỉnh vong hồn báo oán, giải nghiệp và chữa bệnh qua các hiện tượng tâm linh. Trong hàng trăm video, bà thường nhấn mạnh rằng ma quỷ hay vong hồn không đáng sợ, mà chỉ có tiền bạc mới là thứ đáng lo ngại. Khi có người hỏi về số tiền cần cúng để cầu siêu cho cha mẹ, bà Yến trách mắng người này tính toán. Sau đó, bà khuyên rằng muốn cha mẹ được sinh vào cõi trời thì phải cúng dường hết khả năng của mình. Nếu có 500.000 thì cúng 500.000, có 50 triệu thì cúng 50 triệu. Đặc biệt, bà yêu cầu Phật tử cúng dường vào chùa Ba Vàng, cho rằng cúng cho chùa khác tuy cũng tạo phước nhưng không rõ phước gì và nghiệp có thể giải, nhưng không biết bao giờ mới giải hết. Điều này đã đặt ra nhiều nghi vấn về mục đích thật sự của các nghi lễ thỉnh vong và giải nghiệp mà bà thực hiện. Việc yêu cầu Phật tử cúng dường số tiền lớn và nhấn mạnh chỉ cúng tại chùa Ba Vàng đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch và đạo đức của những hoạt động này. Điều này không chỉ gây hoang mang cho Phật tử mà còn làm suy giảm lòng tin của họ vào giáo lý Phật pháp, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chùa Ba Vàng. Về phần đại đức Thích Trúc Thái Minh, ông đã bị giáo hội tổ chức họp và kỷ luật do liên quan đến việc trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc của Đức Phật được cung thỉnh từ Myanmar về chùa sau sự kiện này đại đức thích trúc thái minh buộc phải cam kết rằng nếu để xảy ra sai phạm tương tự làm mất lòng tin của công chúng vào phật giáo ông sẽ bị xử phạt và tước quyền chủ trì việc tổ chức trưng bày xá lợi tóc đã gây ra nhiều tranh cãi làm giảm niềm tin của công chúng vào chùa ba vàng sự can thiệp của giáo hội phật giáo việt nam trong việc kỷ luật và yêu cầu đại đức thích trúc thái minh cam kết không tái phạm là cần thiết để bảo vệ danh tiếng của Phật giáo. Cam kết này không chỉ mang tính chất ran đe, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người tu hành trong việc giữ gìn niềm tin của Phật tử và xã hội đối với giáo lý Phật Pháp. Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Phương Hằng vừa đi tù về, tự khoác cho mình một sứ mệnh vì dân. Tôi không biết bà vì dân là vì điều gì khi rõ ràng rằng bà đi tù vì tội xúc phạm nhân phẩm và vu khống người khác. Lương dân nên là những người biết đúng sai phải quấy. Không nên là những người vì lòng hiếu kỳ mà tung hê một người chỉ vì họ giàu có và nanh nọc. Tương tự, ông Vương Tấn Việt, kẻ không có mặt trong kỳ thi cấp 3, trở thành tiến sĩ. Ông sắm nhiều vai vĩ cuồng, nhiều sứ mệnh mông lung huyễn hoặc. Trong đó, ông đứng đầu một hệ thống nhằn nhịt dẫn dắt chúng thanh niên. Tôi không xem họ là những người mộ đạo, họ chỉ là những người mê lầm, cho tin vào những bài pháp siêu vẹo của ông Việt. Dân của bà Hằng, chúng thanh niên của ông Việt, chỉ là một nhóm người có nhu cầu của riêng họ. Không ai được phép khoác chung vào một chữ nhân dân. Ông Việt mắng sư Minh Tuệ, thằng Ba Trợn, và Phương Hằng đòi quất. Cả hai, với ngôn ngữ bậm trợn cục xúc của mình, đã phô bày với thiên hạ rằng sự giàu có và đạo mạo không làm nên cái sang. Sang là cả một quá trình hội tụ nhiều yếu tố, trong đó nền tảng học vấn, và tu tập nắm phần quan trọng. Cả hai người đều dính nặng tam độc, tham si. Vì quá tham hư danh, hai người múa may quay cuồng, làm đủ thứ chuyện, nhố nhăng, mạ lị. Vì tham nên sân, cả hai đem lòng đố kỵ với một nhà sư bình dị, vốn chẳng liên quan gì đến mình. Sư Minh Tuệ là người tự thấp mà cao, không tranh mà được, không cầu mà đắc. Đó chính là đỉnh cao của trí huệ giải thoát. Còn người như bà Hằng, ông Việt, đến trí tuệ còn chưa kịp sắm thì đường đến trí huệ còn rất gian nan. Đến cây cỏ côn trùng mà sư minh tuệ còn không muốn dẫm lên thì bà Hằng ông Việt không bao giờ có cơ hội đến gần gót chân ông ấy. Xin đừng nghĩ tôi có ý xúc phạm. Bởi vì chúng sinh bình đẳng, cây cỏ côn trùng sống an vui và thanh cao hơn những người dính vào tam độc. Địa ngục không ở đâu xa cả. Địa ngục là ngọn lửa tham hận luôn cháy trong lòng. Sư Minh Tuệ sẽ luôn chúc phúc cho mọi người cho dù có ghét ông đi nữa. Cũng giống như Đức Phật luôn mềm mỏng với kẻ phỉ báng mình, vì Phật hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với nhân quả của họ. Ông Việt chỉ gieo nhân ba chữ thằng ba trợn, đã nhận lại một quả đắng thân bại danh liệt, trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt. Bà Hằng tự huyễn hoặc mình đang ở đỉnh cao. Một lời khuyên cho bà là hãy tận hưởng đỉnh cao của mình, tự do trong khuôn khổ. Có hai thứ bà không bao giờ nên đụng vào là tự do và đức tin của người khác. Nhân quả pháp luật nhân quả đức tin là hiện hiện và rất chóng vánh. Quay đầu là bờ. Giải mã hiện tượng Nguyễn Phương Hằng Nguyên Thủy, trong phiên tòa cấp sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng, chủ khu du lịch Đại Nam Bình Dương, đã bị kết án 3 năm tù giam về tội danh theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm. Đến tháng 4 2024, dù không kháng cáo, nhưng phiên tòa cấp phúc thẩm đã linh động giảm cho bà Hằng 3 tháng tù giam, còn lại 2 năm 9 tháng tù giam. Tuy vậy, đến cuối trung tuần tháng 9 2024, khi đã thụ án 2 năm 6 tháng tù giam, thì bà được chế độ Cộng sản trong nước trả tự do sớm khi được giảm hình phạt thêm 3 tháng nữa. Như bù lại những ngày lao tù kéo dài đến 2 năm 6 tháng, cho nên chỉ sau 10 ngày được tự do, ngày 20 tháng 9, 2024, bà đã tổ chức lại buổi livestream khá ồn ào tại khu du lịch Đại Nam, nơi bà và chồng là chủ sở hữu. Để công chúng hâm mộ có thể chia vui với sự tự do của mình, và để bảo đảm buổi livestream có lượng khán giả đông đảo, bà đã mở cửa miễn phí cho khách vào tham quan khu du lịch. Video quay hình về buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng được chia sẻ tràn ngập các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok khiến công chúng nhớ lại những ngày bà cũng đã làm mưa gió trên các nền tảng mạng xã hội tại thời điểm trước khi bị bắt giữ vào hạ tuần tháng 3, 2022. Khi ấy, số lượt theo dõi các kênh riêng của bà cũng như số lượt xem từng video do các kênh ấy đăng tải lên đến số hàng chục vạn, thậm chí tiếp tục tăng dần lên đến con số hàng triệu người xem sau đó. Người theo dõi và xem các buổi livestream của bà không chỉ là người Việt trong nước mà cả người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Vấn đề mang tính xã hội khi bà Phương Hằng không phải là học giả nổi tiếng, không xuất thân từ giới nghệ thuật biểu diễn, cũng không cần công nghệ lăng xe, mà chỉ với sự hoạt ngôn đã trở nên ăn khách, thu hút đông đảo số lượng công chúng quan tâm đến mức như vậy. Nếu căn cứ về nội dung các buổi livestream của bà, có thể tạm chia ra làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, bà Phương Hằng bóc phốt vạch mặt các cá nhân nổi tiếng đã có các hành vi lừa đảo, bội tín về tài chính đối với công chúng khi điều trị bệnh tật hoặc tổ chức quyên góp làm từ thiện cứu trợ, gồm một người thường được gọi là thần y và nhiều nghệ sĩ. Những buổi live stream trong giai đoạn này đã mang đến những hiệu ứng khá tích cực được phần lớn công chúng theo dõi đồng tình. Nhiều nghệ sĩ đã vội vàng giải ngân các khoản tiền đã nhận quyên góp để trao gửi đến người dân hoặc xuất trình các khoản thu chi để minh bạch tài chính. Trong giai đoạn tiếp theo, các buổi livestream của bà trở thành những buổi chửi bới thô tục, đấu tố một chiều về bất kỳ người nào đã từng chỉ trích bà trên mạng xã hội. Kể cả, bà can dự vào các câu chuyện mà được nhờ phát ngôn. Trong đó, bao gồm cả nghi án loạn luân tại thiền am bên bờ vũ trụ. Theo đó, bà dự định ban phát công lý khi đến tận nơi tu hành của những tu sĩ tại Đức Hòa, Long An để hỏi tội tương tự thế bà cũng đã làm một chuyến du hành đến tư gia một nữ đối thủ cãi vã trên mạng xã hội cũng để hỏi tội mỗi chuyến đi như vậy đều được thông báo rộng rãi thu hút hàng nghìn người dân ủng hộ hoặc hiếu kỳ đến tràn ngập nơi ở của nạn nhân với những người dễ dãi họ thấy ở bà phương hằng có đủ mọi điều nằm trong ước mơ của mình như sự giàu có nổi tiếng dám ăn dám nói và đầy hào hiệp bà vung tay bằng những khoản tiền hậu hĩ để cứu trợ bà đang sửa trị tệ nạn xã hội và ban phát công lý cho người đang phải chịu đựng bất công. Theo đó, bà Phương Hằng đang thay mặt họ thực hiện giấc mơ mà họ biết rằng chẳng bao giờ có được trong cuộc đời này dưới chế độ này. Trong đó bao gồm cả ấn ức chung của đám đông muốn biểu đạt chính kiến của mình về hàng loạt vấn đề xã hội, về những quan chức bất xứng, về tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, về nạn bất công tràn lan đối với họ, với người thân. Nhưng trước sự đàn áp khốc liệt, không cần che giấu của chế độ Cộng sản đã khiến họ không dám tỏ bày. Nay bà thay mặt họ giải tỏa những ẩn ức đó, kể cả việc bà gọi đích danh quan chức chính quyền để chỉ trích, phê phán. Cho nên, đối với họ, bà Phương Hằng chẳng khác gì là người hùng. Và điều đáng nói là chính bà cũng tin như vậy. Nếu không, thì đã chẳng có những ca từ mà bà sáng tác trên nền nhạc của người khác. Vì sao tôi thương dân, vì sao dân thương tội? cho đến trước thời điểm bị bắt giữ vài ngày, trong một buổi livestream, bà Phương Hằng phê phán, chỉ trích đích danh ông Phan Văn Mãi, khi ấy đang là người đứng đầu chính quyền Sài Gòn, thành phố lớn nhất quốc gia. Sự kiện này như giọt nước tràn ly, khiến bà bị khởi tố hình sự trong ít ngày ngay sau đó. Vì lẽ sự thu hút công chúng quá lớn, cả kẻ yêu, người ghét đã đủ để bà đã trở thành mối thách thức nguy hại tiềm ẩn về an ninh đối với chế độ. Sau 2 năm 6 tháng thụ án tù giam, bà trở về với tự do. Thế nhưng, sự ảo tưởng của đám đông dễ dãi đối với bà và của bà đối với đám đông hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Chưa kể rằng, những ngày lao tù giúp cho bà gia tăng số má như một nạn nhân của chính quyền. Do đó, bà vẫn tiếp tục lộng ngôn với những lời lẽ đào to, búa lớn. Thậm chí, bà còn hứa hẹn sẽ bốc phốt cả hành giả thích minh tuệ, một tu sĩ rất được công chúng mến mộ. Nhìn chung, dưới khía cạnh xã hội nếu quyền tự do ngôn luận được chế độ tôn trọng tham nhũng bị tiệt trừ bất công không còn thì những buổi livestream của bà phương hằng sẽ không còn mấy đất sống và cũng không còn được đám đông chờ đợi đón xem để tung hô như đã từng vì họ có thể tự lên tiếng chứ không cần mượn nhờ đến ai cũng vậy nếu có một nền tư pháp hữu hiệu thì đám đông đã có thể tìm kiếm công lý chứ không cần phải qua sự hào hiệp của bà phương hằng tương tự như thế với mọi vấn đề khác của xã hội. cho nên nói không quá hiện tượng phương hằng chính là sản phẩm quái thai được sinh ra và dung dưỡng bởi chính chế độ cộng sản. không tin cứ nhìn ra thế giới bên ngoài sẽ thấy. trong một xã hội văn minh tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền thì không ở đâu và cũng không khi nào có một hiện tượng tương tự phương hằng xuất hiện. kính thưa quý vị thầy thích minh tuệ chỉ thực hành con đường tu tập mà đức phật đã chỉ dạy. Với phẩm chất hiền lành, khiêm nhường, thầy không chỉ trích hay làm hại ai, không tự cao hay phát ngôn bôi nhọ người khác và cũng không hô hào chống phá nhà nước hay đảng. Dù vậy, trước đây, thầy đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ một số tăng sĩ và Phật tử. Giờ đây, dù thầy đã ẩn cư, bà Phương Hằng vẫn lôi tên thầy ra, đòi phơi bày đúng sai, khiến nhiều người cảm thấy chán nản và bức xúc. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, cũng lên tiếng việc này, cho rằng sự ghen tức với thầy Minh Tuệ không phải là điều khó hiểu. Đừng nghĩ rằng một người không nhà cửa chỉ mặc y phục tự may từ những mảnh vải bỏ đi và sống bằng cách khất thực thì không thể khiến người khác ganh ghét. Người như thầy, dù không có gì trong tay, nhưng lại được hàng triệu người kính trọng và yêu quý. Chính điều đó đã làm nảy sinh lòng đố kỵ từ những người vốn luôn muốn che giấu tội lỗi của mình dòng nước trong như thầy dễ dàng phơi bày những vết bẩn mà người khác cố tình ném xuống soi tỏ những khuôn mặt giang trá và toan tính sự trong sạch của thầy đã trở thành tấm gương phản chiếu cho những kẻ mang đầy tham vọng và sai trái không ít kẻ đã cố tình bôi nhọ danh tiếng của thầy nhưng thực chất những lời họ nói lại phơi bày bản chất thật của chính họ thầy không làm gì để gây thù chuốc oán nhưng vì thầy được hàng triệu người hâm mộ những người này không thể chịu nổi việc thầy một vị sư vô gia cư chân trần lại được yêu mến hơn họ những người giàu có sở hữu khối tài sản khổng lồ thật khó chấp nhận cho họ khi người hâm mộ thầy không chạy theo kim cương xa hoa mà lại đi tôn vinh một người sống giản dị khổ hạnh những người có tất cả nhưng lại thiếu đi sự trong sáng và thiện lương đã sinh lòng ganh ghét thầy họ thèm khát sự tử tế và đức độ mà thầy minh tuệ sở hữu nhưng không bao giờ có được do đó họ quay sang công kích và tìm cách hủy hoại hình ảnh của thầy nhưng cuối cùng ai là người thực sự ba trợn thì tự họ đã phơi bày ra hành trình tu tập của thầy minh tuệ người đã dành nhiều năm đi bộ khắp việt nam để thực hành theo pháp tu của đức phật đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng và truyền thông sự cống hiến của thầy trong đời sống tâm linh đã tạo nên một hiện tượng đáng chú ý trong bối cảnh xã hội hiện nay người ta luôn tìm kiếm những tấm gương đạo đức và tinh thần giữa những biến động của xã hội nhất là khi niềm tin vào các tổ chức tôn giáo truyền thống bắt đầu lung lay lối sống khổ hạnh của thầy minh tuệ mỗi ngày chỉ ăn một bữa chay và đi bộ khắp nơi đã trở thành biểu tượng của sự thanh tịnh và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của đức phật sức ảnh hưởng của thầy minh tuệ đối với các ngôi chùa và trong giáo hội phật giáo việt nam là điều không thể phủ nhận những giá trị mà thầy mang lại đã đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhiều người, đặc biệt là những ai cảm thấy các tổ chức tôn giáo truyền thống không còn đáp ứng được sự mong đợi về đạo đức và sự tận tụy. Trong thực tế, sự ngưỡng mộ của người dân đối với thầy Minh Tuệ không chỉ làm giảm sự chú ý đến các ngôi chùa khác mà còn phản ánh một nhu cầu tinh thần sâu sắc hơn mà nhiều người cảm thấy không thể tìm thấy ở những nơi khác. Nhiều người cho rằng một số chùa truyền thống đã không còn giữ được sự trong sạch và tinh khiết trong việc thực hiện các hạnh nguyện phật giáo khi theo dõi và ủng hộ thầy minh tuệ họ bày tỏ mong muốn quay trở lại với những giá trị cốt lõi của đạo phật những giá trị mà họ tin rằng đang bị lãng quên trong một số cơ sở tôn giáo hiện nay điều này thể hiện rằng con người hiện đại không chỉ tìm kiếm cảm hứng mới mẻ mà còn khao khát tái kết nối với các nguyên tắc đạo đức và tâm linh trong cuộc sống hàng ngày không chỉ các phật tử mà ngay cả những người theo công giáo cũng thường xuyên dõi theo từng bước hành trình của thầy minh tuệ và bày tỏ sự kính trọng và yêu mến đối với thầy nhà báo hoàng nguyên vũ trước đây cũng đã lên tiếng bênh vực thầy minh tuệ trước những chỉ trích gây gắt từ một số tu sĩ phật giáo khác ông vũ từng châm biếm rằng mũ cao áo dài mà lại đi sân si với một người không nhà không cửa cứ tưởng đi tu rồi thì sẽ bớt sân si hoặc ít nhất cũng biết giữ kín đáo nhưng không các ông lại ngang nhiên công kích thầy minh tuệ một người chẳng hề liên quan gì đến các ông hoàng nguyên vũ cũng nhấn mạnh rằng thầy minh tuệ chỉ có phật là người dẫn lối sống khiêm nhường và chậm rãi chẳng để tâm đến những điều thị phi thầy chưa từng nhận mình là sư hay cư sĩ nhưng vẫn trở thành đối tượng bị công kích không lý do người dân có quyền tự do yêu ghét bất kỳ ai nếu họ yêu mến thầy minh tuệ còn các ông bị ghét, thì thay vì đi phê phán người khác, các ông nên tự xem lại bản thân mình, Vũ viết. Ông cũng châm biếm rằng, dù các tu sĩ có cố gắng bôi nhỏ, thầy Minh Tuệ vẫn là một viên ngọc sáng, và ngược lại, nếu bản thân yếu kém, dù đốt lửa cũng sẽ bị vỡ nát mà thôi. Ông nhắn nhủ các tu sĩ nên dùng những khó khăn, thử thách để tự rèn luyện, thay vì cứ ồn ào gây thêm thị phi. Các ông khoác mũ cao áo dài, giày gấm lọng vàng, mà lại đi ganh ghét một người chỉ ăn vài muỗng cơm, ngủ bờ ngủ bụi, chẳng màng đến vật chất. Sự sân si này đã vượt quá giới hạn của lương tri rồi, Vũ viết. Cuối cùng, ông cho rằng, nếu hành pháp của thầy Minh Tuệ có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thì đó là việc của cơ quan chức năng, không phải là trách nhiệm của các tu sĩ. Thay vì chỉ trích người khác, các tu sĩ nên tự kiểm điểm vì sao mình lại mất niềm tin từ công chúng và trở thành đối tượng của sự bất mãn. Kính thưa quý vị, trong thời đại Mạt Pháp, sự mất niềm tin vào các ngôi chùa đã trở nên phổ biến do sự xuất hiện của những tu sĩ giả mạo, những người mượn danh đạo để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Khoác lên mình áo cà sa, nhưng những người này lại dùng tiền cúng dường để mua xe sang, đeo đồng hồ xa xỉ và sống trong cuộc sống xa hoa, thậm chí tự tạc tượng mình. Có những kẻ chọn vào chùa không phải vì tìm kiếm chân lý hay sự giác ngộ, mà chỉ để lẩn tránh pháp luật hoặc cuộc sống. Tuy nhiên, dù đã nương nhờ cửa Phật, họ vẫn không chịu an phận. Họ học được vài bài kinh rồi sử dụng nó để thuyết giảng, không phải vì mục đích giúp đời, mà là để trục lợi cho cá nhân. Trong khi đó, Thầy Thích Minh Tuệ, người đã trải qua hành trình khất thực khắp Việt Nam, được nhiều người so sánh với Đức Phật từ hơn 2.600 năm trước. Một số người thậm chí còn tin rằng Thầy chính là hiện thân của Đức Phật vì những sự tương đồng đầy ấn tượng giữa họ. Nếu như mẹ của Đức Phật sinh ngài ở vườn Lâm Tỳ Ni thì thầy Minh Tuệ cũng được sinh ra ngoài đồng khi mẹ thầy đang làm việc. Cả hai đều sinh ra ở những nơi không có sự giúp đỡ từ người khác và cuộc đời họ cũng không tránh khỏi những khó khăn. Đức Phật từng bị quấy phá bởi những thế lực tà ma đại diện cho tham, sân, si trước khi đạt được giác ngộ. Còn thầy Minh Tuệ trong hành trình tu học của mình cũng gặp phải những khó khăn, bị chỉ trích, ngăn cản và thậm chí là hành hung. Một lần ở Quảng Nam, thầy bị người ta cản trở, đánh đập và mắng chửi. Tuy nhiên, thầy vẫn giữ tâm hoang hỷ, không oán trách. Thầy nhận thức rằng, nghiệp ai làm thì người đó phải chịu, và thầy chỉ quan tâm đến việc giữ gìn đạo đức và tu hành của mình. Đức Phật trải qua 6 năm khổ hành trước khi đạt được giác ngộ, còn thầy Minh Tuệ cũng đã dành 6 năm hành trì giới luật buông bỏ chấp niệm thế gian, đạt được sự an lạc về thân tâm. Đức Phật ngồi dưới gốc cây để thiền định và thầy Minh Tuệ cũng thường chọn những nơi đơn sơ, mộc mạc để dừng chân. Cả hai đều được người dân tôn kính, không phải vì danh tiếng mà vì sự chân thật và đức hạnh của mình. Những hình ảnh về thầy Minh Tuệ lan truyền trên mạng đã giúp nhiều người nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống đạo đức, từ bỏ những dục vọng tầm thường. Giống như Đức Phật có tăng đoàn theo sau, thầy Minh Tuệ cũng có những người huynh đệ cùng tu học đạo. Cả hai đều gây sự chú ý từ mọi người, từ những tín đồ trong và ngoài nước. Điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao một người không nổi bật về học vấn hay danh tiếng lại có thể thu hút được sự quan tâm lớn như vậy. Cả Đức Phật và thầy Minh Tuệ đều trải qua những khó khăn về thể xác, kể cả việc bị gai đâm trong hành trình khất thực. Trong tăng đoàn của Đức Phật, Từng có những sự chia rẽ và trong hành trình của thầy Minh Tuệ cũng đã có lúc các thành viên phải tách rời. Sau 6 năm tu học, Đức Phật trở về thăm Hoàng cung, còn thầy Minh Tuệ cũng đã trở về thăm gia đình sau những năm tháng đi bộ khất thực. Trong truyền thuyết về Đức Phật, đã có người trong tăng đoàn qua đời và ngài đã giảng dạy về sự vô thường của cuộc sống. Tương tự, trong đoàn người theo thầy Minh Tuệ có một vị sư đã viên tịch nhắc nhở mọi người về quy luật tất yếu của sinh tử. Dù có những điểm tương đồng đầy kỳ lạ giữa thầy Minh Tuệ và Đức Phật, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn liệu thầy có phải là bậc chân tu đắc đạo hay không. Tuy nhiên, từ góc độ của một người mộ đạo, chúng ta không thể không ngưỡng mộ sự kiên định và lý tưởng của thầy. Thầy không có danh vị cao, không tu học ở những ngôi chùa nổi tiếng, nhưng lại có thể truyền cảm hứng cho biết bao người quay về con đường thiện lương qua hành trình của thầy minh tuệ chúng ta học được bài học về việc buông bỏ dục vọng sống theo lý tưởng của bản thân và không bị cuốn theo những ham muốn vật chất những bước chân của thầy nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là không thể nếu ta đủ kiên trì và vững lòng tin hành trình tu hành của thầy minh tuệ là minh chứng rõ ràng rằng sống thiện lương và kiên trì với niềm tin của mình thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến chúng ta xin cảm tạ công đức của thầy Thích Minh Tuệ và những giá trị mà thầy đã mang lại. Kính thưa quý vị, sư Minh Tuệ hiện đang ẩn cư, tách biệt khỏi cõi đời và những xô bồ của thế gian. Tuy nhiên, ngoài kia vẫn có những thế lực không để thầy yên ổn. Một ngôi sao mạng nổi tiếng, bà Nguyễn Phương Hằng, bất ngờ lên tiếng chỉ trích và phơi bày những gì bà cho là đúng sai về thầy. Bà Hằng, với niềm tin mình đang ở đỉnh cao và có sứ mệnh phải làm điều này, đã gây ra sự bất mãn trong cộng đồng mạng tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn nhiều người hâm mộ trung thành của bà đã quay lưng họ nhận ra rằng những gì họ từng tôn thờ có thể không đúng như họ nghĩ các bài viết và bình luận về sự việc này đều thể hiện sự phẫn nộ và thất vọng trước hành động của bà hằng chị phương ngô đã chia sẻ rằng bà nguyễn phương hằng có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng nhưng đó là loại hoang tưởng của một người thiếu kiến thức bà ta dường như đã sử dụng tiền bạc và hoạt động từ thiện để thao túng dư luận và xây dựng danh tiếng trong khi đó sư minh tuệ người sống giản dị thiện lành và trong sáng không hề mưu cầu danh lợi nhưng không ít người lại ghen ghét và chỉ trích thầy việc này không còn nghi ngờ gì nữa tôi không theo sư minh tuệ và cũng không có ác cảm với bà hằng nhưng rõ ràng bà hằng đang rơi vào ảo tưởng tôi không muốn can thiệp sâu vào chuyện này hay phải đôi co với bất cứ ai kể cả bà ấy. Những điều tôi nói là từ những gì tôi đã quan sát lâu dài, chứ không phải là theo phong trào hay đám đông. Anh Hải Lê, một người viết khác, cũng chia sẻ rằng thầy Minh Tuệ là người hiền lành, chẳng gây thù chuốc oán với ai, nhưng vẫn gặp phải nhiều khó khăn, thậm chí bị chỉ trích giáng tiếp bởi những người như Thích Trân Quang. Trân Quang chỉ trích thầy mà không dám nêu tên trực tiếp, và kết cục cũng không tốt đẹp gì nếu bạn tin vào sự hiện diện của các thế lực siêu nhiên như phật giáo nhắc đến các long thần hộ pháp hay thiên thần trong công giáo thì chẳng phải người hiền lành như thầy sẽ được bảo vệ còn kẻ ác sẽ phải nhận hậu quả hiện tại sư minh tuệ vẫn ẩn mình tránh xa mọi thị phi nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại chúng ta sẽ chờ xem những người tấn công thầy sẽ phải đối mặt với điều gì kính thưa quý vị sự xuất hiện của sư minh tuệ trong một bối cảnh đầy thống khổ của đời sống hiện thực khi tâm hồn con người trở nên chai sạn và khô khan, đã mang lại cho họ niềm hy vọng về sự bình an và thanh tịnh. Với nụ cười tươi tắn, không chút lo âu trước những áp lực của cuộc sống, thầy đi trên con đường đầy nắng như một biểu tượng sáng ngời của sự thanh thản. Y phục đơn sơ vá víu của thầy trở nên linh thiêng, sống động và thậm chí huy hoàng trong lòng người. Thầy thực hành hạnh đầu đà, ngủ ngồi nơi nghĩa địa, gốc cây, nhà hoang hay đỉnh núi, làm sống lại hình ảnh của những vị du tăng khất sĩ thuở xưa khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Điều này đã khiến bao người phải suy ngẫm về ý nghĩa thật sự của đời sống, vượt qua những ham muốn vật chất, quyền lực và cái tôi ích kỷ. Thầy đã chạm đến hàng triệu trái tim người Việt khắp thế giới, mang lại niềm hy vọng rằng những điều tốt đẹp vẫn tồn tại và sẽ ngày càng nở hoa, bất chấp những mặt tối của cuộc sống thầy cũng khơi dậy sự tự vấn từ những người đã lạc đường vì mê muội trong tiền tài, quyền lực và tham vọng. Họ bắt đầu nhận ra sự lầm lạc và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Những bài học sâu sắc mà thầy để lại không chỉ dành cho người có đạo hay có niềm tin tôn giáo mà dành cho tất cả mọi người. Một trong những thông điệp quan trọng nhất mà thầy gửi gắm là từ bi và lòng nhân ái. Thầy đã chọn con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thầy luôn cầu nguyện cho mọi người được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Bước chân trần trên tấm thân gầy yếu của sư Minh Tuệ đã dạo qua khắp mọi miền đất nước, mang theo lời nguyện cầu bình an cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, tốt xấu hay quen biết. Ngay cả những kẻ có ý định hãm hại thầy, thầy vẫn lặng lẽ cầu nguyện cho họ mà không đòi hỏi sự biết ơn hay hồi đáp. Hiếm ai trong cuộc đời này có thể làm được điều ấy lòng từ bi và đức hạnh của thầy như một hương thơm dịu nhẹ, âm thầm bay ngược chiều gió, lan tỏa đến tất cả mọi người mà không cần phô trương. Đó là bài học sâu sắc về sự cho đi mà không cần mong cầu, về lòng yêu thương để xóa bỏ thù hận và sự ghét bỏ trong lòng người. Thứ hai, về trí tuệ. Không có điện thoại, không sử dụng mạng xã hội hay bất kỳ phương tiện liên lạc hiện đại nào, thầy vẫn nắm rõ thời thế. Dù không trực tiếp sử dụng mạng xã hội, thầy biết rằng có rất nhiều ý kiến trái chiều về mình. Giữa lúc mọi người tranh cãi, bàn luận, thầy vẫn giữ sự im lặng thanh thản, nở nụ cười bao dung. Đến khi cần, thầy lên tiếng đúng lúc và đúng nơi, phá tan mọi âm mưu và chỉ trích bằng sự điềm tĩnh và khôn ngoan, bảo vệ con đường chân chính. Những lời thầy nói trước báo chí đã đáp trả một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc. Thầy dùng trí tuệ để thức tỉnh những ai khoác chiếc áo tu hành nhưng chưa thực sự hiểu đạo. Đó là thông điệp Thầy gửi đến, kêu gọi họ suy ngẫm để không làm ô uế Phật Pháp và giúp chúng sinh thoát khỏi sự mê muội. Thứ ba, dũng khí. Dù đối diện với quyền lực và những sự hỗn loạn từ hàng ngàn con người khác nhau, Thầy vẫn giữ vững tinh thần bất khuất, không sợ hãi. Thầy coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng vẫn giữ trách nhiệm với bản thân và hành động cẩn trọng. Con đường mà Thầy đi không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình chui rèn ý chí. Thứ tư, lòng yêu nước và hiếu đạo. Thầy từng khoác lên mình bộ quân phục để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, dù trên hành trình tu hành cô độc, thầy vẫn luôn nguyện cầu cho cha mẹ được bình an và tuân thủ theo lời dạy của cha mẹ trước khi rời bước. Việc giữ giới trong đạo Phật là vô cùng nghiêm khắc và thầy đã làm điều đó với lòng kính trọng sâu sắc. Thứ năm, ý chí nghị lực. Mặc dù đối diện với vô số nghịch cảnh, thầy vẫn giữ vững tinh thần không bị lây chuyển bởi những khó khăn, khổ ải của đời sống thế gian. Không nhà, không tài sản, không luyến ái, thầy vẫn tiếp tục bước về phía trước với niềm an lạc trên từng bước chân. Những thử thách giúp thầy tôi luyện bản lĩnh, và khi vượt qua khó khăn, niềm vui sẽ đến. Thứ sáu, sự khiêm cung. Thầy luôn chắp tay nở nụ cười và đáp lại mọi lời chê bai, đánh đập hay xỉ nhục bằng tình yêu thương. Thầy không oán trách mà nguyện cầu cho những người đó có thể tìm thấy hạnh phúc và tu thành tránh quả. Sự khiêm cung là một bài học lớn giúp con người nhìn lại bản thân để không ngừng học hỏi và trao dồi đức hạnh. Cuối cùng là sự không vướng mắc. Trước mọi lời khen chê, thầy luôn giữ vững sự bình thản, không dao động. Thầy đã lay động hàng vạn trái tim giúp con người hiểu ra rằng hạnh phúc thật sự không đến từ quyền lực, vật chất hay danh vọng mà họ đang truy cầu hạnh phúc đến từ lòng từ bi sự lương thiện những giá trị mà con người thường lãng quên giữa cuộc đời ngắn ngủi này